Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, đến 18 giờ chiều nay, tỉnh Hưng Yên ghi nhận thêm 13 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, huyện Văn Giang ghi nhận 6 ca liên quan đến nhóm công nhân xây dựng tại khu đô thị Ecovac của công ty Conico. Huyện Khoái Châu ghi nhận 5 ca là F1 trong khu cách ly tập trung. Huyện Yên Mỹ ghi nhận 2 ca qua test nhanh tại Trung tâm Y tế huyện và Phòng khám Đa khoa Việt Pháp có liên quan đến các ca bệnh ghi nhận ngày 24 tháng 11. Sau một số ca bệnh ghi nhận trong cộng đồng 2 ngày qua, huyện Yên Mỹ quyết định phong tỏa toàn bộ thôn Trai Trang với trên 2.000 hộ và trên 8.700 nhân khẩu. Như vậy, trong đợt dịch thứ tư, toàn tỉnh ghi nhận 619 ca bệnh, 363 ca đã khỏi bệnh. Riêng từ ngày 15 tháng 10 đến nay, ghi nhận 322 ca, còn trên 12.700 người phải cách ly y tế. Toàn tỉnh còn 21 điểm phải phong tỏa. Độ bao phủ vaccine mũi 1 toàn tỉnh đạt gần 96%, dân số trên 18 tuổi. Tiêm vaccine cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi, ngay trong ngày đầu tiên được trên 51.000 mũi.